Thường thì tùy theo cái mức độ, nếu như mà người ta mới cái chớm đau thôi mà những người họ quan tâm thức sức khỏe thì lúc đó mình sẽ khuyên họ là thay đổi cái lối sống. Thay đổi lối sống ở đây là ví dụ như họ làm nửa tiếng hay một tiếng phải đứng dậy tập, tập những bài tập rất là đơn giản mình có thể tìm hết trên YouTube, hoặc là những bài tập ngày xưa mình đi học đó, các thầy cô cho mình tập thể dục giữa giờ đó, những bài đó rất là ok. Hoặc là mình đứng đứng dậy đi tới đi lui, mình vặn vẹo tí xíu cho các cơ nó nghỉ ngơi 5 phút, 10 phút rồi mình lại làm tiếp thì nó sẽ bớt đau. Có những người nặng hơn thì phải uống thuốc và phải đến vật lý trị liệu để cho người ta hướng dẫn cái bài tập chuyên biệt cho cái nhóm cơ đó. Thứ nhất là phải làm giãn cái nhóm cơ đó ra trước cái đã, rồi sau rồi xong mới bắt đầu luyện tập để tăng cường cái sức cơ cho nó khỏe trở lại. À, có nhiều người là họ uống thuốc xong họ tự tập, họ nói bác sĩ em tập nó đau nhiều hơn. Cái lý do là tùy cái giai đoạn nào mà mình sẽ chỉ định cái bài tập nào. Ví dụ người ta đang co thắt như vậy thì mình phải có những cái bài tập giãn cơ, kích thích điện, rồi chiếu laser, rồi những cái massage để làm giãn cơ. Rồi khi xong rồi bớt đau nhiều rồi lúc đó mới tăng cường tập cái sức cơ, rồi chỉ cho người ta các cái tư thế để ta ngồi cho nó đừng có đau lưng hoặc là đau cổ hoặc đau vai gáy. À, đặc biệt dân văn phòng còn thêm một cái bệnh nữa, đó là viêm chóp xoay hai bên. Cái lý do là gì? Là khi chúng ta làm việc với máy vi tính chúng ta thường phải để cái tay dạng là như vậy, chứ còn chúng ta quên rằng là cái tay mà cái tư thế thoải mái nhất là vai phải xuôi và tay hơi xoay trong như vậy, tức là tay để trên đùi như là thoải mái nhất. Nhưng mà mình đâu có làm việc với máy vi tính để trên đùi được. Là khi dạng tay như thế này, người ta nghiên cứu thấy tay dạng đưa ra ngoài, đưa ra trước 30 độ là ở tư thế này gân nó sẽ bị cấn dưới cái mỏng cùng vai và nó bị viêm ở cái vùng này. Thành ra dân văn phòng hay bị đau luôn cả hai cái vai. Thành cái bệnh này nó cũng đặc trưng lắm. Dạ, thì thật ra là xoa bóp bấm huyệt nó cũng là nằm trong của đông y hoặc là của vật lý trị liệu. Thì chúng ta thấy ví dụ như chiropractic thì nó cũng là một phương pháp điều trị bằng xoa bóp cơ và để làm giãn cơ rồi để làm giảm đau. Hoặc là bây giờ rất là nhiều những cái phương tiện vật lý, ví dụ xung điện, đắp nấm, đắp nóng, đắp lạnh, rồi kéo giãn, các máy kéo giãn, rồi các máy từ trường, nó sẽ làm cho kích thích cho các cơ nó hoạt động trở lại bình thường, tái lập lại những cái hoạt động ở nội mô ở bên trong của các cơ để nó làm giảm đau. Vì thật ra mà nói thì các cái đau này nó không phải là một cái đau mà nó tổn thương thực sự, giống như là mình bị gãy chân gãy tay hoặc là một cái đau do viêm hẳn hoi. Cái đau của cái nhóm cơ bệnh lý văn phòng này đến giờ này người ta thấy rằng là cái việc luyện tập vật lý trị liệu dùng các cái biện pháp vật lý thì nó vẫn tốt hơn, và đặc biệt là phòng ngừa nó thì tốt hơn là chúng ta uống thuốc. Vì có nhiều những trường hợp khi để quá nặng uống thuốc nó không bớt, vì lúc đó nó sẽ biến thành một cơn đau mãn tính và nó liên quan tới cái chuyện đau thần kinh, tức là nó giảm cái ngưỡng đau xuống. Thành ra có nhiều người họ than tôi vô ngồi máy lạnh gió vừa thổi vô cổ thôi 5 phút sau rồi tôi thấy đau buốt hết cả người liền, đau buốt lên tới cổ tới đầu luôn, không làm việc được nữa. Thì những cái trường hợp như vậy rất là nặng, nên là vậy trường hợp họ phải đổi cái chỗ ngồi hoặc là phải giữ ấm liên tục, hoặc là họ phải có những cái chương trình luyện tập lâu dài và cho nghỉ ngơi tách hẳn cái môi trường đó đi thì nó mới bớt được. À, bài tập thì đơn giản thôi, ví dụ như là chúng ta biết là cái cổ thì chúng ta có động tác ngửa nè, động tác cúi nè, nghiêng sang bên nè, nghiêng bên phải, nghiêng bên trái nè, nghiêng bên phải nè, xoay phải xoay trái, thì chúng ta có thể xoay vòng tròn cái đầu hoặc là xoay ngược lại. Rồi chúng ta làm có cái kháng lực, tức là chúng ta xoay bên phải nha, chúng ta lấy tay chúng ta đè lại giữ như vậy 5 giây, rồi chúng ta làm ngược lại giữ như vậy 5 giây để cho cái cơ nó căng ra. Rồi động tác lưng thì mình có cái động tác là cúi, ví dụ như mình ngồi trên ghế như thế này thì mình có thể là cúi hết người xuống cho nó căng hết cỡ ra rồi chúng ta ưỡn lên lại. Đối với hai vai thì chúng ta sẽ có cái động tác vươn thở đó, giơ tay lên như thế này, đẩy hạ xuống lại, hoặc là chúng ta đẩy cái vai ra làm sao đưa vai ra làm trước như thế này. Thì những cái động tác như vậy nó sẽ làm cho các cơ nó hoạt động, và thông thường dân gian hay gọi cái từ là máu huyết lưu thông á, thì chính xác là như vậy, tức là khi chúng ta vận động thì các cái mạch máu, các cái máu nó sẽ lưu thông, thì nó sẽ lấy các cái chất độc đi rồi nó đưa oxy tới cơ nó sẽ tốt hơn, mà khi cơ vận động gì thì nó sẽ đỡ bị đau hơn.